nghe podcast Việt Press 247 4 phụ nữ Trung Quốc cổ đại sủng nhiều nam nhân nhất ai số 1. thời Trung Quốc cổ đại nam nhân thường có ba vợ bốn thiếp hoặc nhiều hơn thế đặc biệt là các hoàng đế phong kiến có hàng nghìn mỹ nữ trong hậu cung vậy vào thời cổ đại địa vị của nam giới có thực sự cao như vậy không trên thực tế vào thời cổ đại có rất nhiều cô gái xinh đẹp và có quyền thế được đàn ông yêu thích và họ cũng sẽ giữ vô số chàng trai trẻ tuổi mà mình ưng ý để ở bên cạnh làm tình nhân, chẳng hạn như những người sau đây. Vị trí thứ tư, Võ Tắc Thiên. Nổi tiếng nhất trong số các nữ nhân được nhiều đàn ông yêu yêu thích thời cổ đại là nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên đầu tiên là một phi tần ở hậu cung của đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành hoàng hậu thứ hai của đường Cao Tông Lý Trị, về sau trở thành hoàng đế triều đại Võ Chu. Sau khi lên ngôi và nắm quyền chính sự, bà bắt đầu hưởng thụ cuộc sống uy danh quyền thế. Bà từng nói, nếu các hoàng thượng đời trước có, tam cung lục viện, nên bản thân cũng nhất định phải nuôi nhiều nam sủng, như vậy mới có thể xứng với thân phận hoàng đế của mình. Vị trí thứ ba, Trần Đắc Kiều, Hiếu Vũ Trần Hoàng Hậu, Hoàng Hậu của Hán Vũ Đế. Sau khi Hán Vũ Đế lên ngôi, ông đã phong người vợ yêu của mình là Trần A Kiều làm Hoàng Hậu. Sau đó, vệ tử phu xinh đẹp vào cung và chiếm lấy ngôi vị Hoàng Hậu của Trần A Kiều. Trần Đắc Kiều người được Hoàng đế yêu mến, Đột nhiên thất sủng, bị đối xử lạnh nhạt để cô ở lại một mình trong lãnh cung lạnh lẽo mỗi ngày. Dưới sự cô đơn, bà đã sủng rất nhiều nam nhân, trong đó có một chàng trai đẹp nổi tiếng bên cạnh tên Đồng yển Vị trí thứ hai, Lưu Sở Ngọc, công chúa Sơn Âm. Người đầu tiên đưa ra lý thuyết vĩ đại về bình đẳng nam nữ là công chúa Sơn Âm thời Nam Bắc Triều. Cô là con gái của Lưu Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn và là chị ruột của phế đế Lưu Tử Nghiệp thuộc triều đại triều đại Lưu Tống công chúa Sơn Âm từng phàn nàn với em trai Lưu Tống Tiền Phế Đế rằng, thần thiếp và bệ hạ tuy thân phận nam nữ khác nhau, nhưng chúng ta có địa vị giống nhau. Bệ hạ có nhiều vợ, thần cũng cần có nhiều nam nhân yêu thích. Vì vậy, công chúa Sơn Âm đã nhận nuôi tổng cộng hơn 30 nam nhân yêu thích để thể hiện địa vị nam nữ bình đẳng. Vị trí số 1, công chúa Cao Dương. Công chúa Cao Dương là con gái thứ 17 của đường Thái Tông Lý Thế Dân. Theo các sử sách, công chúa thời trung quốc cổ đại này không chỉ có nhan sắc xinh đẹp thông minh mà còn là bảo bối của đường thái tông theo vai vế cao dương là em gái của đường cao tông lý trị và là cô mẫu của thái bình công chúa được vua cha hết mực yêu thương chiều chuộng điều này khiến nàng công chúa cao dương ngày càng trở nên kiêu ngạo khi đến tuổi lấy chồng cao dương được lý thế dân gả cho phòng di ái con trai thứ hai của tể tướng đương triều phòng huyền linh dù phòng di ái yêu thương vợ hết mực nhưng vẫn không có được tình yêu của công chúa nhà đường cao dương công chúa là người đa tình còn gây ra chuyện kinh thiên động địa khi có tình cảm với một hòa thượng khôi ngô tuấn tú học rộng biết nhiều tên biện cơ tóm lại sở dĩ phụ nữ nhận nuôi nam sủng chẳng qua là để thỏa mãn dục vọng của bản thân ngoài ra không có lý do nào khác